Chiều nay ngày 15 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin cùng nhiều tăng vật liên quan. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, tại thị trấn Sapa, huyện Sapa, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, tại Đồng biên phòng các đối tượng khai nhận là Ly Xeo Trư, 23 tuổi, trú tại thôn Ngã Ba, xã Mãn Thẩn, huyện Simacai và Cư Xeo Nhà, 26 tuổi, trú tại thôn Xín Chải, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. cả hai đối tượng đều là dân tộc Mông. số ma túy trên đang được các đối tượng mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. hiện vụ việc đã được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.